Everybody, thank you so much. I'm fine. How are you guys? So you guys know this weekend we have a very special day, right? Cuối tuần này là mình sẽ có ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương đúng không? And on a Monday, you guys can have a day off, right? Thứ hai thì tụi con sẽ được nghỉ học ở trường đúng không? Yes, you don't have to go to school, right? You guys excited? Don't have to go to school. We have weekend. Only have 2 days, but now we have three days. Saturday, Sunday, and Monday. Okay. So, ở đây cô nói một xíu cái việc mà cô đôi khi nếu mà tụi con thấy cô không có mở phòng á, thường là vào thứ sáu. Thứ tư thì lớp mình sẽ hay livestream ở trên page đúng không? Thì thường mà vào thứ sáu thì lớp mình không có livestream nên là sẽ cô sẽ tự vào. Cho nên là trước đó cô sẽ có một cái lớp khác nữa, cô đang dạy một lớp khác cho một bạn khác nữa. Nên là đôi khi cô sẽ vào trễ, có nghĩa là bình thường tụi con thấy cái phòng sẽ được mở vào lúc khoảng 7:45 hay là 40 là phòng đã được mở rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay thì cô vào trễ tại vì cô dạy bạn đến 7:50 là cô mới bắt đầu cô mở phòng lên, nên là đôi khi nếu mà tụi con vào sớm khoảng 10 phút tụi con thấy cô chưa có mở phòng luôn á thì cũng không sao. Ok, tại vì cô mở gần cận giờ luôn á, cô dạy xong là cô mới mở luôn. Ok, nên là thứ sáu thường thì cái lịch của mình nó sẽ hơi đúng sát giờ một xíu, có nghĩa là bình thường tụi con sẽ được vào trước tới 15 phút được đúng không, vào phòng chờ tới 15 phút rồi mình mới vào. Ok, hôm nay chưa book it hả? Cũng được. Cô thì chưa có chuẩn bị Plugget nhưng mà chắc là search nó vẫn sẽ ra. Ok. Hôm nay thì lớp cũng khá là không đông như bữa trước, không có đủ 100 bạn nên là mình chơi Plugget cũng được. Ok. So what you gonna do today? Ok, let me talk about the plan for today. What we gonna do? Today we will continue. Hôm nay mình sẽ tiếp tục học về simple past. Nếu mà nhìn chung thì tụi con cũng đã hiểu simple past là gì đúng không? Là thì quá khứ đơn, là mình sử dụng cho những cái việc đã xảy ra trong quá khứ. Mình dùng để miêu tả những cái việc đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc rồi. Đã kết thúc trong quá khứ rồi. Ok, thì cái đấy mình sẽ dùng về quá khứ đơn. Hôm nay mình sẽ làm một số cái quiz nữa. Nhưng mà hôm nay tụi con thích làm Plugget thì cô sẽ cho làm Plugget cũng được. Ok. Nhưng mà trước hết thì cô cần dạy thêm một bài nữa. Nếu vậy cô có chuẩn bị mấy cái quizzes lận. Nhưng mà nếu hôm nay tụi con thích chơi Plugget thì mình sẽ chơi một cái quizzes rồi mình chơi một cái Plugget. Ok. Đây, bây giờ cô sẽ chỉ tụi con. Tụi con chú ý này, cái này là về ngữ pháp. Mỗi lần học ngữ pháp là rất là nhàm chán đúng không? Rất là mệt. Ok, học ngữ pháp là phải hiểu rồi còn phải nhớ nữa. Nên là rất là mệt đúng không? Nên là tụi con nhớ tập trung nè. Ở đây bạn nào cũng biết là đối với quá khứ đơn thì có hai dạng là regular verb và irregular verb. Irregular verb là gì? Tụi con còn nhớ không? Irregular verb có phải là mình sẽ đổi thành một cái từ khác hoàn toàn luôn. Ok, ví dụ như cô có từ gì? Cô có từ go thì nó sẽ thành là went. Cô có từ run thì nó sẽ thành là ran. Cô có từ eat thì nó sẽ thành là ate. Đó là gọi là từ bất quy tắc, nghĩa là nó từ một cái từ này quá khứ nó tự đổi sang một cái từ khác luôn. Mình phải ghi nhớ nó chứ mình sẽ không có một cái quy tắc gì để mà mình dựa vào đó mình nhớ được, mà bắt buộc con phải nhớ đúng cái dạng từ đấy thôi. Đó, người ta gọi là từ bất quy tắc. Bất nghĩa là không có một cái quy tắc gì hết á. Ok, thì đối với lại regular verb là những từ có quy tắc. Cô ví dụ như là từ walk nè đúng không? Đó, từ walk của mình nè là đây là từ có quy tắc.
Regular verb lọc từ thường á, có quy tắc, là quy tắc của nó chính là thêm ed á. Thêm ed chính là một cái quy tắc, nhưng mà quy tắc này thì cũng có quy tắc 1, 2, 3, 4, chứ không phải là cứ thêm ed vào là xong. Bây giờ cô sẽ giải thích cho tụi con khi nào mình thêm ed như thế nào. Ok, có một số cái này là nói liên tục thì sẽ hơi khó hiểu, nhưng mà tụi con thật ra bây giờ chưa cần phải nhớ hết cũng được. Bạn nào mà nhớ được hết mấy quy tắc này là mình khi làm bài tập thì mình sẽ làm rất là tốt, mình sẽ đỡ bị sai. Còn bạn nào không nhớ thì cũng không sao, mình nhớ được cái nào thì mình nhớ. Đa phần, quy tắc thứ nhất nè, đa phần thì tụi con sẽ thêm ed. Ok, nói chung là đa phần đó là chỉ thêm ed như bình thường, giống như chữ walk của cô á, work cũng vậy, ask hay là watch gì đó, cứ thêm vào thôi, thêm ed, không có thay đổi, không có bỏ, không có thêm cái gì nữa hết, chỉ thêm đúng ed thôi, là đa phần là như vậy. Nhưng một số quy tắc nho nhỏ khác, đối với mấy cái verbs, mấy cái động từ kết thúc bằng chữ chữ e hoặc là double e á, thì con chỉ cần thêm đi. Cô nghĩ cái này tụi con cũng biết đúng không? À, ví dụ cô nói là I in cô ví dụ thôi nha. I live in Hà Nội. I live in Hà Nội in 2017. Ví dụ hồi năm 2017 cô sống ở Hà Nội đi là trong quá khứ rồi. Có nghĩa là bây giờ cô đang sống ở Hồ Chí Minh, tại vì cô đâu có sống ở Hà Nội đúng không? Cho nên câu này nó đang là câu ở quá khứ đơn. À, như vậy con thấy chữ live của mình nó đã có e ở đuôi rồi thì đâu cần phải thêm ed. Mình thấy có e rồi thì mình đừng thêm ed là nó thành ra vậy là sai, chỉ cần thêm đi thôi. Nói chung cái này là dễ nhất nè. Động từ nào có e hay là double e ở cuối tụi con chỉ cần thêm đi cho cô là được. Có chữ e ở đuôi là chỉ cần thêm đi, có e rồi thì coi như người ta đã giúp mình rồi đó, người ta cho mình cái e đó rồi, mình chỉ cần thêm đi cho cô là được, không cần phải thêm e nữa. Ok, double e hay e gì cũng vậy, miễn có chữ e ở đuôi là thêm đi cho cô thôi, không cần phải thêm bất kỳ chữ e nào khác nữa. Rồi, cái hai cái quy tắc tiếp theo là nói về e dài nè. Cái này khó hiểu nè. Rồi bây giờ đầu tiên cô phải phân biệt cho tụi con trước mấy cái chữ này đã. Có thể là một số bạn đã biết rồi á, vowel là gì? Vowel là nguyên âm. Tụi con còn nhớ nguyên âm đâu? Đâu bạn nào nhớ năm nguyên âm là gì đâu? Bạn nào còn nhớ năm nguyên âm quan trọng? À, yes, Ngọc Diệp, please. What are the five vowels? Can you tell me? Nguyễn Thị Ngọc Diệp. Okay, yes. A U, yes. A U. E I O. Okay, very good. Good job. Well done. Ngọc Diệp giỏi quá. Đúng rồi. Five vowels, chính xác. Bạn Ngọc Diệp đã kể đúng được 5 cái rồi. Thì nếu mà tụi con nhớ được thì đương nhiên là tụi con đã nhớ rồi thì không sao. Nhưng mà bạn nào chưa nhớ được thì cô gợi ý tụi con nhớ cái chữ uể oải. À, cái này cô hay gửi cho mọi người nhiều lắm nè. Uể oải là từ tiếng Việt, là kiểu mệt mỏi, người nó uể oải trong người á, nó mệt mỏi á. Thì mình có cái từ tiếng Việt uể oải này là nó bao gồm đủ hết năm nguyên âm luôn. Nên là bạn nào đã như Ngọc Diệp đã nhớ rồi thì không sao, đâu cần phải nhớ uể oải đúng không? Nhưng mà bạn nào chưa nhớ được năm nguyên âm là gì thì tụi con nhớ cái chữ uể oải thôi, nhớ đúng cái chữ uể oải tiếng Việt thôi là nó ra được năm nguyên âm luôn. Đó, rất là dễ, nhớ đúng cái từ uể oải là được. Nên là bạn nào nếu mà chưa nhớ giống Ngọc Diệp thì nhớ cho cô cái chữ uể oải là mình sẽ có vowel á. Ở đây tiếng Anh của nguyên âm có nghĩa là vowel, ok, vowel. Và consonant là những cái còn lại. Ví dụ mấy cái mà không phải uể oải thì nó là mấy cái còn lại. Cô có B, V, N, M gì đó, H, J, K gì đó. Tất cả mấy cái đấy nó đều là những cái consonant. Những cái còn lại không phải là vowel thì nó sẽ là consonant, là mấy cái còn lại. Mấy cái nguyên âm nó có nhiều cái quy tắc đúng không? Đối với nguyên âm con thấy nó có nhiều cái quy tắc. Ví dụ như an nè, nó đi với an, the, đồ nó. Đối với những cái từ bắt đầu bằng nguyên âm thì khi tụi con đọc chữ này tụi con sẽ đổi thành chữ the. Tụi con nhớ không? Ví dụ cô có the apple, cái quả táo đó đó, the apple. The thì sẽ là the, ví dụ the house đó. Còn đối với an thì sao? Thì ví dụ thì phải là a house, nhưng mà an thì phải là an apple, bởi vì apple là bắt đầu bằng nguyên âm. Mấy cái nguyên âm nó có nhiều nguyên tắc lắm. Ok, thì đó, đây là đầu tiên là tụi con đã biết nguyên âm là gì rồi đúng không? Uể oải, đó, nhớ cho cô uể oải là được. Thì đối với những cái động từ nào kết thúc bằng, nhìn kỹ nha, nhìn tụi con nhìn kỹ nha, kết thúc bằng consonant mà cộng với y dài thì mình đổi y dài thành y ngắn rồi mình mới thêm ed. Nè đây, ví dụ ở đây mình có từ study là dễ nhất. Study là từ tụi con hay thấy nè. Study có phải là mình có kết thúc bằng y dài, thì khi nó đã kết thúc bằng y dài rồi thì mình xét cho cô cái chữ cái trước cái y dài. Ok, the
This one. Như vậy mình có chữ chữ cái trước y dài chính là letter D, đúng không? Như vậy D là gì? D không phải là vowel rồi đó. Hồi nãy Diệp đọc không hề có D, đúng không? Học Diệp đọc cho cô 5 cái không hề có D. D là chỉ có uể oải, vowel chỉ có uể oải thôi. Không có D, không có D trong đó, nên là nó là consonant. Như vậy trong trường hợp này con muốn thay đổi, con biến nó thành quá khứ đơn, con phải đổi y dài thành y ngắn. Y dài đâu? Bây giờ y dài thành y ngắn nè, rồi mới thêm ed cho cô. Ok, tụi con hiểu quy tắc này không? Đó là lý do vì sao có cái thêm, có cái không thêm á. Thì tụi con sẽ xét cái chữ cái trước cái chữ y dài. Nếu nó là nguyên âm thì mình không thay đổi. Nếu nó không phải nguyên âm thì mình thay đổi. Ok, thì chỉ cần nhớ một trong hai rồi tụi con tự suy ngược ra. Một là tụi con nhớ. Nhớ cái dưới á, cái này thì tụi con cứ nhớ một cái thôi. Cái còn lại tụi con tự suy ra. Ví dụ tụi con cứ nhớ, à, động từ nào mà nó là nguyên âm mà nó còn cộng với y dài nữa, vậy thì là mình sẽ phải đổi. Mình chỉ cần không đổi gì hết, mình chỉ cần thêm ed thôi. Ví dụ chữ play, chắc chắn bạn nào cũng biết play. Bạn nào cũng biết play là thêm ed. Mà đâu bạn nào thắc mắc là tại sao chữ y dài ở đây không đổi thành y ngắn, đúng không? Đó, thì bây giờ tụi con biết tại sao rồi đó. Bởi vì trước y dài nó là chữ A, mà A chính là vowel, A chính là nguyên âm, là một trong năm chữ uể oải đó đó. Cho nên là không cần phải đổi gì hết. Nó là nguyên âm thì nó không cần phải đổi gì hết. Ok, còn đối với cái chữ study, nó đâu phải nguyên âm đâu. Study là chữ D mà. Study là letter D ở trước letter Y, không phải nguyên âm. Nên là tụi con phải thay đổi nó. Nên là tụi con nhớ một trong hai cái cho cô thôi. Y dài thành y ngắn, thêm y đi. Rồi, nhớ một trong hai cái là được. Nhớ, một là tụi con nhớ, à, trước y dài, nếu mà là nguyên âm thì mình sẽ cộng y đi, không đổi gì hết. Hai, tụi con nhớ cái còn lại, à, trước y dài là mấy cái khác không phải nguyên âm thì mình phải đổi y dài thành y ngắn. Nhớ một ý thôi, cái ý kia tụi con tự suy ra. Ok. Thì đấy là nguyên tắc 3 với 4. Đó, mình đi được tới 3, 4 rồi đó. Ok. 5 với 6 thì nó cũng là một cặp đi với nhau. Nó cũng là một cặp đi với nhau. Tụi con nhớ một trong hai là được. Đó. Rồi, cái tiếp theo thì mình có cái gì? Đây là cái mà tụi con hay thấy mà tụi con sẽ chưa biết tại sao nè. Swim nè. Tại sao swim á? Giống như swim, tại sao cái quy tắc thêm ed với quy tắc thêm in nó giống giống nhau. Ok. Quy tắc thêm ed với quy tắc thêm in nó khá giống nhau. Ví dụ nếu mà tụi con thêm... cô ví dụ chữ ride á, nếu mà có y thay vì cái kia có y rồi chỉ thêm đi, thì khi mà riding có y thì mình bỏ đi y, mình thêm in vào. Ok, thì cái quy tắc mà thêm ed với thêm in nó hơi hơi giống nhau ở cái chỗ double lên. Ví dụ chữ swim nè, tụi con hay viết là cô ấy đang bơi đi, she is swimming, thì tụi con biết là phải double m lên, đúng không? Phải có double m. Nhưng mà tại sao là double m thì bây giờ nó sẽ giải thích cho mình nghe. Cái này nó sẽ giải thích cho tụi con nghe nè. Đối với động từ mà kết thúc n là kết thúc á, đối với động từ mà kết thúc bằng cái gì? Bằng một cái công thức là một nguyên âm cộng một phụ âm. À, một nguyên âm cộng một phụ âm. Mình sẽ double cái consonant đó lên, mình sẽ double cái consonant đó lên. Ok, double là tụi con viết lại thêm một cái nữa. Giống như chữ stop nè, cô xét từ cái nè, stop. Stop thì tụi con xét đúng hai chữ cái cuối thôi. Hai ba chữ cái cuối thôi. Nếu nó là một nguyên âm cộng một phụ âm thì tụi con sẽ phải double lên. Giống như chữ swim, đó là lý do vì sao chữ swim nè. Có phải swim là I là nguyên âm, M là phụ âm, thì có phải tụi con double lên không? Coi như trường hợp mà mình double là gì? Là phụ, nguyên phụ. Cô gọi là CVC đi. Phụ, tại vì C là phụ âm á, phụ nguyên phụ. Giống như là stop thì tụi con có là T O, P, T là phụ, V, nguyên âm ở đây là O và P là phụ âm. Hay là chữ, chữ gì nữa? Chữ plan là kế hoạch, lên kế hoạch cho cái gì đó. Thì có phải mình có cái, mình có L, mình có chữ L chính là phụ âm nè. A là nguyên âm nè, rồi lại tới N là phụ âm nè. Đó, như vậy cái này tụi con sẽ phải double nó lên. Tụi con hiểu không? Double lên là viết lại thêm một cái chữ cái cuối cùng lên á. Còn đối với trường hợp nào mình không viết lại, khi mà nó là hai vowel lận, không phải là một vowel mà bây giờ tới hai vowel lận, thì mình giữ nguyên cho cô. Giống như chữ rain. Đây, rain thì con xét nè. Nó phải là CVC không? Mình coi thử coi cái này nó phải CVC không nha. Rõ ràng CVC là phụ, nguyên phụ. Thì bây giờ rõ ràng nó là A, I và N. A với I thì nó đều là V với lại V. V là nguyên âm. Cô đang nói về nguyên âm. V, V,
VVC, nó đâu phải là CVC đâu. Cho nên là ở đây nếu mà hai nguyên âm đi với nhau cộng với một phụ âm thì tụi con không có cần phải double lên gì hết. Mình chỉ double cái trường hợp mà nó là phụ âm, nguyên âm, phụ âm. Còn nguyên âm, phụ âm thì không double lên, thêm ED vô bình thường. Đó, vậy thôi. Ok, chỉ cần nhớ một trong hai cái là được. Nhớ một trong hai ý là được. Ok, rồi mình câu tới câu lại tụi con cố gắng tự suy ra. Chứ nhớ hết thì mệt lắm. Ok, nhớ hết thì mệt lắm. Chủ yếu là coi như là nhìn chung á thì có ba quy tắc thôi. Một á là có y thì thêm đi thôi. Hai là tụi con sẽ nhớ cái trường hợp về y dài. Ba là cái trường hợp là nhân đôi cái phụ âm cuối lên. Thì tụi con nhớ một trong hai ý này là được rồi. Ok. Bây giờ bạn nào mà muốn chụp hình lại, có thấy cái này cũng hay. Tụi con học từ bé thì nó sẽ mai mốt mình làm bài tập á, mình dễ đỡ bị sai, đỡ bị viết sai động từ. Sau này tụi con gặp một cái động từ mà tụi con không hề biết nghĩa, tụi con cũng áp dụng y chang như vậy cũng được luôn. Nhưng mà đa phần động từ ở đây là động từ một âm tiết thôi. Ok, một âm tiết thôi. Một âm tiết có nghĩa là gì? Ví dụ open là hai âm tiết nè. Open là hai âm tiết đúng không? Nên là theo quy tắc tụi con nghĩ nó sẽ là open đúng không? Nhưng mà không phải. Ở đây nó chỉ xét, cái trường hợp này nó chỉ xét cho một âm tiết. Một âm tiết là đọc lên là một âm thôi á. Open là O với pen là hai âm. Thì cái đấy nó không có xét trong đây. Ok. Tụi con nhớ là không xét trong đây nha. Đó, thì cái này cũng rất là hay. Bạn nào thích thì có thể chụp hình lại cái này cho cô. Ok, chụp cái này lại. Mình về mình học, mình làm bài. Cô cũng sẽ cho bài tập. Nó cũng chắc là bữa sau cô cũng sẽ, cuối tuần này cô soạn mấy cái bài tập. Cái phần này cũng hay nè. Nên là cô sẽ soạn bài tập. Chủ yếu là động từ cơ bản mình hay dùng thôi. Ok, chủ yếu là cô cho tụi con làm mấy cái động từ cơ bản mình hay dùng thôi. Ok, tụi con nhớ nha. Ba nguyên tắc chính. Đó, khi nào double, y dài làm gì, có e thì làm gì. Đó, chủ yếu ba cái đấy thôi. Nhớ rồi tự suy ra cái còn lại là được. Ok, now we're gonna try with a quiz. Ok, mình thử làm một cái quiz nha. Cái này thì cô chuẩn bị quiz chứ cô không có chuẩn bị plucket. Cho nên là mình chơi quiz trước. Cô thấy lớp mình đông đầy đủ rồi nè. Khó thời gian cô cho tụi con chơi ba quiz luôn. Tại vì mấy bữa nay á, thì sẽ không có mời được nhiều bạn. Tại vì mình đang học, học lý thuyết, cho nên là thường lý thuyết xong là cô cho tụi con thực hành quiz luôn, nên là không có thời gian để mời tụi con làm bài nhiều, không có thời gian để mời từng bạn trả lời câu hỏi hay là mời từng bạn tương tác nhiều. Bữa sau thì cô sẽ có nhiều bài tập hơn, tuần sau cô sẽ có nhiều bài tập để mời tụi con làm hơn, từng bạn hơn. Ok, còn hôm nay, hôm qua, hôm bữa với hôm nay chủ yếu là mình sẽ chơi quiz để tụi con tự làm bài tập, tự làm quen với cái việc làm với quá khứ đơn. Ok, bây giờ mình làm cái này trước nha, tí nữa cô còn thời gian cô cho chơi plucket nha. So here, tụi con nhớ là câu nào sai thì để ý cho cô cái đáp án đúng để cô đi qua nhanh, không thôi mình không hiểu á. Ok, ba quy tắc chính tụi con cứ nhớ ba cái liên quan tới y dài, liên quan tới cái gấp đôi cái âm cuối cùng lên, và cuối cùng là có e rồi thì làm gì. Ok, so now I send you guys the quiz in the chat box. Ok, here you go everybody, the quiz is in the chat box. Cô. À, hôm nay chắc là hôm nay quiz của cô đỡ lắc hơn một xíu. Hôm bữa cô nhớ là lắc lắm, không thấy gì hết. Hôm bữa là lúc mà cô nói có 60 bạn đó, là lúc đấy là có bạn nói với cô là có tới 80, tám mấy bạn rồi, mà cô cứ nói là 60. Mà cô cứ nhìn bên cô là 60 hoài. Ok, hôm nay có vẻ là đã đỡ lắc rồi nè. Oh no, I got disconnected again guys. Cô vừa mới bị lắc xong, cô vừa mới nói xong. Mà không sao hết, tụi con vẫn chơi được. Cái này là mạng của cô, nó cũng không quan trọng đâu. Chủ yếu là mạng của cô lắc thì cô không nhìn thấy tụi con đang hạn đến bao nhiêu. Nhưng mà tụi con sẽ vẫn chơi được. Ok, bây giờ cô thấy nó đứng yên rồi nè. Không biết bây giờ là bao nhiêu bạn rồi ta. Cho các bạn nhắn vô chatbox cho cô xem thử coi. Is it 40 friends? Có phải là đang có 40 bạn không? Hay là nhiều hơn rồi? Của bên cô nó đứng ở số 40 rồi. Ok, thank you guys so much. Yeah, bên cô bị lắc rồi đó. Bên cô coi như nó bị lắc rồi đó. Để cô quay lại xíu. I knew it again. Mà chỉ có cái quizzes là bên cô bị thôi. Cô không biết tại sao. À, 77 rồi nè. Thank you guys for announcing that to me. Thank you. Cảm ơn tụi con thông báo cho cô nha.
Okay, 79 friends. Okay, what about the others? Còn mấy bạn còn lại thì sao? Mm-hmm. Where are you guys? You guys need me to send the link again? Tụi con có cần cô gửi link lại không? Okay, cô gửi lại một lần tại mấy bạn vừa nhắn vô giúp cô về con số. Nên là bây giờ cô gửi lại bạn nào mà chưa có vào được thì tụi con vào nha. Bạn nào chưa vào được thì bây giờ mình vào nha. Bạn nào vào rồi thì đợi cô xíu, cô start. Okay. So the link is in the chat box, everybody. Bạn nào chưa vào thì tụi con cứ vào nha. Với lại bạn nào mà lag chơi vào sau cũng không sao nữa. Miễn là tụi con nhìn thấy cái link ở trong cái chat box rồi lag tụi con tự vào sau cũng được. À, nhưng mà mình sẽ ít thời gian để chơi hơn các bạn thôi. Okay. So the last minute, okay guys, one last minute before I start the game. Nhớ lại nè, nhớ lại kỹ nè, ba quy tắc chính mà coi như là có ba cái thôi đó, ba quy tắc chính, một cái liên quan tới y dài. Y dài thì làm sao? Y dài khi nào thêm ed, khi nào thì phải đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm ed. Quy tắc tiếp theo có e rồi thì làm gì? À, có chữ e ở đuôi thì mình làm gì? Quy tắc tiếp theo liên quan tới double lên. À, khi nào thì mình phải double cái cuối lên, khi nào mình không double. Okay, remember that. So now guys, start the game in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys, game starts. Nên là cô mới gửi quiz lại, Ngọc Diệp có thể vào chơi nha. Ok, bạn nào vừa mới được cô accept vào thì bây giờ mình vào, cô vừa mới gửi link lại rồi đó, mình bấm vô nha. Cô sẽ hỏi tại sao mình lại chọn đáp án này, tại sao không phải là đáp án này, nên là tụi con nhớ để ý đáp án của mình nha. Are doing pretty good. Bạn nào cũng đang làm khá tốt đúng không? Nói gì? Ở đây thì nó chỉ có chủ yếu là hai đáp án thôi đúng không? Đây là 50-50. Ok, nhưng mà cố gắng mình phải suy nghĩ đã, suy nghĩ kỹ rồi nhớ chọn mới chọn đáp án nha. Thank you.
Okay, the last minute, everybody. Okay, let's see. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's see your result. Ok, để con đợi xíu nha. Không, dạo này quizzes của cô nó lắc quá. Ok, who is the winner today? I think it's a new face. Congratulations, Thanh. Ok, mấy cái chấm than là tụi con chưa làm xong hết đúng không? Chỉ sai như có một câu thôi đúng không? Ok, pretty good job. Hoàng Giang, Minh Khuê, Kim Khánh đồ cũng 83%, Phúc Nguyên 87% nè. Ok, pretty good. Ok, pretty good job everybody. Our top 10 today. Congratulations, Thanh, Lily, Phúc Nguyên, Kim Khánh, Minh Khuê, Hoàng Giang, Minh Dũng, Minh Quân, Tiêu Khanh and Susan. Ok, top will review lại cái quiz này. And I will explain why you choose that answer. Ok, so add. Okay, so just like normal, add, cái từ nguyên gốc của nó đó là add, tắt gì y dài, có e hay là có nguyên âm, phụ âm ở đuôi gì hết, nó là một từ bình thường thì tụi con thêm ed bình thường, mình đâu có được quyền bỏ chữ d của nó đi đâu, tại vì cái từ nguyên gốc của nó là a với lại double d mà, add là thêm vào cái gì đó, Facebook, Zalo đúng không, mình hay có cái chữ add friend á, thêm bạn vào, add là thêm, cộng thêm một cái gì đó. Rồi, tiếp theo, có cái gì đây? Beg. Ok, tụi con nhìn nè, beg nè, âm rồi lại phụ âm không? Đó, phụ nguyên phụ thì sẽ thêm double lên rồi mới thêm ed. Đó, nó nguyên. Cái này cái nào mà nó như vậy thì nó sẽ theo nguyên tắc hết. Mop. Mop thì mình lại double lên, đó, double lên thành double p, mopped. Tụi con nhớ là thường á khi tụi con hay đọc là mopped đúng không? Không, hôm bữa cô có từng chỉ một lần rồi. Cái từ này á cái cách đọc của nó chỉ có ba, cho những từ nào kết thúc bằng chữ t với chữ d thôi. Ok, nên là tụi con để ý nha. Cái này nó không phải là đọc mopped. Tiếp theo mình có chữ talk, một từ bình thường, không có thêm nguyên tắc nguyên rồi tới phụ gì hết. Cho nên là ed bình thường, không có double lên gì hết. Pop giống như là bật mổ. Ok, pop, go, ok. Stop, đó, vẫn là như vậy, vẫn là đúng nguyên tắc. Double lên, ok. Cái này câu này mẹ tụi con làm tốt quá nè. Crop cũng vậy luôn, vẫn là phụ âm phụ. Ok, thì tụi con cứ double lên cho cô là được. Đó, cứ đúng nguyên tắc thì mình double lên. Hình như trong đây nó skip đó, K-I-P, phụ âm phụ, thì lại tiếp tục, nó có như vậy thôi. Cái này cũng vậy, cũng double lên. Nếu mà tụi con tự nhiên cái double K lên là đâu có hợp lý đâu. Tại vì sao? Đuôi đâu? Cái đuôi của nó là đuôi E mà. Đuôi E thì áp dụng D thôi, đúng không? Nên là cái câu này con là bet bình thường, thêm chữ D vào là được thôi. Ok, dab, ok, guys, so dab là cái hành động dab lên đó, tụi con biết không, cho mấy tắt phụ âm phụ, rồi lại double lên cho cô, ok. Next one, bike, ở đây tụi con hiểu như là đạp xe, đạp đó, bike, đó, thì cũng là nguyên tắc e. A chip, đây, phụ âm phụ, rồi lại double lên, đó, cái chủ yếu trong đây nó cho, đâu có double lên được, bởi vì nó là phụ nguyên, đây là phải đọc là phụ nguyên phụ chứ đúng không, tự nhiên cô đọc là phụ âm phụ, nguyên phụ là không là c với k là thấy không liên quan rồi, nên là nó chỉ thêm ed bình thường thôi, tụi con hiểu không? Ok, miss cũng bình thường, s double s ở đuôi đâu có liên quan gì tới mấy cái hồi nãy mình học đâu đúng không, một cái từ của người ta mình không có bỏ bớt, cái từ nguyên tắc của nó là nó double s rồi mình đâu có bỏ, là phụ âm, I là nguyên âm, t là phụ âm thì tụi con double lên, đó, double lên rồi mới thêm ed như bình thường. Có e rồi thì mình chỉ cần thêm đi chứ mình không có bỏ cái gì của nó, không có bỏ e. Ở đây nguyên tắc phải là gì? Phải không double lên, là nguyên tắc về y á, có y thì chỉ cần thêm d. Đó, chủ yếu ở đây người ta cho mình làm hai cái nguyên tắc. Cái này thì sao? Cái này nguyên có e thì nó hành nguyên tắc về e rồi, nên là con không cần phải hiểu nghĩa là gì, tụi con chỉ cần biết à đây biết rồi, có e ở đây thì mình sẽ nhớ à thì mình sẽ thêm d thôi. Compound tại là nguyên phụ không liên quan, đó, thêm ed bình thường cho cô một cái động từ bình thường. To put them in the past. Ok, why in the present? Thêm ed là để biến nó thành động từ trong quá khứ chứ đâu thể nào là trong hiện tại được. Hiện tại là thêm ing. Future thì tụi con có will. Ok, I will go to Đầm Sen Park tomorrow. Ví dụ cô lên dự định ngày mai, cô đi công viên chơi, ví dụ như vậy. I will go to the park. Đó thì là will go là future. Present là đang làm gì? I am teaching
everyone English đó đang làm gì thì phải add ing, còn add ed thì đó là tụi con phải thêm vào past chứ quá khứ, đúng không? Đâu thể nào là hiện tại với tương lai được. À, mấy cái câu này tụi con sẽ bị sai về quy tắc thì mình dễ sai, mình đọc, mình phải đọc lý thuyết, phải hiểu lý thuyết là gì, đúng không? What? Okay, sorry guys, nó hơi lắc xíu, tụi con đợi cô. What do you do when the word ends with an e, kết thúc bằng e và bạn muốn thêm cái ending ed, drop, không có double consonant lên, không có double phụ âm lên, cũng không có đổi e. Okay, tiếp theo mình có cái gì? The thief open, nãy cô vừa giải thích cái này đúng không? Đó là phụ, nguyên phụ, nhưng mà như cô nói nó chỉ dành cái nguyên tắc hồi nãy mình học chỉ dành là hai âm rồi, two syllables rồi. Okay, nên là mình sẽ không dành cho cái này. Cái này nó còn có quy tắc khác nữa, nó có một cái quy tắc khác nữa. Okay, nhưng mà mình chủ yếu nhớ về cái nguyên tắc một âm tiết cho cô là được. And dry, đây là một được một cái trường hợp dài thành y ngắn, bởi vì sao? Tụi con nhớ lại trường hợp y dài nè. Khi mà nó là một nguyên enjoy giống như like á, nếu mà bạn nào không thích dùng chữ like, ví dụ nói là I like reading books thì tụi con đổi thành chữ enjoy, nghe nó sẽ hay hơn, nghe cái cách dùng từ của mình nó hay hơn. Chữ like thì ai cũng biết, like là thích, rất là đơn giản, đúng không? Thì thay vào đó tụi con dùng chữ enjoy. I enjoy reading books, tôi rất là giống như là đam mê, kiểu như là thích thú đọc sách đó, thì nó thay thế cho cái chữ like cũng được, không sao hết, nó cũng thêm ing vào cái từ động từ sau cái chữ enjoy á. Thì con thấy enjoy ở đây, nếu mà cô kêu là cô đã từng rất là thích đọc sách đi, I enjoy, thì có phải ở đây cô thêm y dài của cô nó không đổi không? Bởi vì cái trường hợp ở đây nó đang là O là nguyên âm đứng trước y dài thì mình sẽ không đổi y dài thành y ngắn rồi thêm ed. Mình chỉ đổi khi trường hợp là phụ âm đứng trước y dài, là ở đây mình có chữ R đứng trước y dài, R là phụ âm, nên là mình sẽ đổi nó thành y ngắn rồi mình mới thêm ed. Ok, so very good. Mới làm mà tụi con làm đúng được cũng khá là rất là giỏi rồi đó. Ok, good job. Từ từ mình gặp, sau này tụi con gặp lại á, khi mà tụi con gặp là mình giỏi à. Ok, từ từ là mình gặp thêm nhiều rồi. Good job. Next. Thực ra là hôm nay thì mình chỉ học có vậy thôi. Hôm nay chủ yếu cô cho luyện quiz thôi. Bây giờ mình sẽ làm một cái quiz đúng nghĩa là quá khứ đơn. Có nghĩa là đúng nghĩa tụi con sẽ phải dùng động từ cho cái câu đấy, phải chia cái động từ câu đấy trong dạng quá khứ. Ok, so now do a quiz. I don't think we can play Plunket today because our class is pretty crowded today. Hôm nay lớp mình cũng khá là đông cho nên là cũng hơi khó để tụi con chơi cái Plunket. Lớp mình hôm nào vắng thì mới chơi được. Ok, còn Plunket ở đây 100 bạn mà chỉ chơi được 60 bạn thì 40 bạn còn lại rất là buồn, đúng không? Nên là mình nên chơi cái này để các bạn cùng chơi với nhau, nó vui hơn. Bây giờ hôm nay chơi team đi. Ok, team đi. Hôm nay thì hôm bữa 2 teams, 5 teams có rồi, thì bây giờ 3 teams. Ok, 3 teams nha. Rồi, cái này thì là một cái bài làm về quá khứ đơn bình thường, chọn động từ đúng, điền vào chỗ trống là được. Ok, so now guys, wait. Rồi, gonna play in team, so try your best. Ok, wait. Cái link cuối cùng nha, cái link cuối cùng nha, tụi con đừng có lộn hai cái link trên là link cũ á. Ok, cái link nào mà là 799696 á. Ok, only 3 teams today. Three teams thì dù ví dụ mình mà đứng bét, mình vẫn trong top 3, nghe nó vẫn rất là cao, đúng không? Ví dụ lát nữa mà team nào đứng hạng 3 nhưng mà mình vẫn phải nói hôm nay mình đứng hạng 3 cũng rất là hay rồi, đúng không? Ok, top 3 is good. 63 friends already. Oh, what's wrong? Guys, are you guys in the game? Mọi người có vào game chưa? Tụi con có đang chơi game không? À, ok, yes, thank you Hiệp. Sao tự nhiên cô, bên cô nó lại có tiếng game đang chơi vậy ta? À, tụi con nghe thấy không? Tụi con nghe thấy cái tiếng bên cô không? Nó bị lắc á. Trời ơi. Oh my god. I don't know why. Tự nhiên cô nghe tiếng tụi con đang chơi, cô hết hồn. Để cô reset. Oh! I think you guys are playing, right? Tụi con đang vào game rồi hả?
bên cô nó để, ủa cô đâu có bấm start đâu ta, sao tụi con lại gạt vào game mất tiêu rồi. Ok, nếu mà đã start rồi thì mình tiếp tục nha. Nhưng mà cô nhớ hôm bữa teams nó đông hơn vẫn được. Hôm bữa 2 teams vẫn mấy chục người vẫn được. Không biết tại sao hôm nay nó để đúng 21 bạn là nó bắt đầu. Cô cũng không biết là cô bấm nhầm hay không. Bạn nào chưa được vào, I'm really sorry, ok. Bạn nào mà chưa được vào thì cô xin lỗi nha. Tí nữa mình chơi thêm một cái quiz nữa, ok. Vẫn còn một quiz nữa. Bạn nào mà đang không có chơi thì tụi con đợi xíu. Sắp chơi thêm một quiz nữa rồi đó, ok. Ok, pandas với turtles thì đang giống giống nhau nè. Slugs thì đang top 1 nè. Ok, try your best everybody. Okay, I let you guys play for maybe 2 to 3 more minutes, okay? The last 20 seconds. Okay, 20 giây cuối cùng thôi. Pandas and turtles, hai đội đang rất là sát điểm nhau nè. Try your best, guys. Okay, I will count down now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Các bạn cũng chơi gần xong rồi nè. Cô đợi thêm mấy phút, một phút nữa, một phút cuối cùng. Các bạn đều đang hoàn tất rất là nhanh nè. The last minute everybody. This quiz is not hard. Bạn nào có học qua hay là có nhớ bài rồi thì quiz này không có khó đâu. Hình như quiz này là tụi con làm rất là tốt nè. 71% của lớp mình là đang làm đúng đó. Ok, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, now I will share the screen. So let's see who is the winner, everybody. Ok, congratulations. Dancing Slugs, very good. I can see some names. Harry, Hue, Cacao. Oh, what about the others?
Very good, everybody. Good job for the Slugs. Okay, good job. The other two teams, well done. You guys still in top two and top three. Okay, good job. Thực ra điểm tụi con cũng xen sát nhau thôi, chứ không có cách nhiều. Ai cũng làm rất là tốt ngày hôm nay. Và bạn mà làm tốt nhất chính là Giang Thảo Ngân. Very good. Congratulations, Thảo Ngân. 95% là hình như con bị sai một câu thì phải. Giang thì cũng sai chắc là hai câu, nên là còn 90%. Okay, very good job. Hữu Khánh nè, top 2 chung với lại Trang nè. Giang Bảo Châu, okay, top 3, top 4. Question mark, question mark, question mark. Ngô Minh Khuê, Việt Phương, Hoàng Giang top 7, Kim Khánh top 8. Top 9 là Thủy nè. Đa phần các bạn đều làm rất là tốt nè, đến tận tới top top 10, top 11 luôn, là tụi con vẫn được đúng tới 90% lận. Okay, very good. Good job. Bây giờ cô review một xíu cái quiz này. À, mình còn nhiều thời gian mà không sao. Ok, bây giờ để cô mời một vài bạn dịch nghĩa những cái câu này cho cô nha. Ok, để cho mình mời nhau. Cô có người để cô mời nè. Who's ready? Ok, so now I want to invite first. Yes. Ok, Jenny, Thủy. Yes. So, you choose. Did you choose when? Hồi nãy có chọn when không? Did you choose when? Ok, very good. So, câu này có nghĩa là gì Thủy? Con đọc câu này lên cho cô nghe đã. Tôi đã đến rạp chiếu phim ngày hôm qua. Ok, very good. So, read this sentence for me. I. Con đọc cái câu này lên cho cô nghe nè Thủy. I went to the movies yesterday. Ok, very good. Câu này nó mang nghĩa là tôi đã đi đến rạp chiếu phim ngày hôm qua. Như vậy mình phải dùng chữ went bởi vì đó là quá khứ của go. Ok, very good. Next one. Rồi bây giờ cô hai answer đi để coi tụi con có làm đúng không nha. Ok, now Phương please. Phương, which one is the correct answer? Bạn chọn nhiều cũng chưa chắc đúng nha. Ok, bây giờ Phương chọn đáp án nào đâu? Đáp án của Phương hồi nãy Phương chọn là gì đâu? Ok, con đọc cái câu đấy lên cho cô nghe luôn, không cần phải đọc từ, đọc cả câu luôn. She lived in the house when she was young. Ok, so live A or live D if C? A or C? C. Ok, đúng rồi, thêm ED vào đúng không? Câu này có nghĩa là gì Phương? Phương dịch cho cô thử xem câu này có nghĩa là gì nha. Đúng rồi, good, very good. Cô ấy đã sống trong căn nhà đó khi mà cô ấy còn trẻ hơn. Was younger là kiểu trẻ hơn á. Hồi cô ấy còn trẻ hơn thì cô ấy sống trong cái nhà đó. Ok, very good. Nên là đáp án của mình là cái câu C á, có ED á. Ok, An Phú please. An Phú read the sentence for me. An Phú đọc cho cô cái câu đó nha. My cat ate a wash. A whole fish last night. Ok, câu này có nghĩa là gì Phú? Con sẽ dịch câu này như thế nào? Con mèo của tôi ăn cá trong tối nay. À, không phải là tối nay. Nếu mà tối nay thì đâu thể nào là quá khứ được đúng không? Tại vì câu của mình đang chia quá khứ nên không phải là tối nay mà phải tối gì Phú? Tối gì? Tối hôm qua. Đúng rồi, last nó là cái bữa vừa rồi á, là tối vừa rồi là tối hôm qua. Tối nay thì chưa trải qua đúng không? Đúng rồi, Phú, good job. Và cô giải thích cho tụi con cái chữ who là kiểu như là cả một cái đấy luôn. Ví dụ cô nói là ví dụ cô đang dạy trước lớp, cô nói the whole class please quiet, please be quiet, the whole class, cả lớp. Ý của cô là cả một cái lớp luôn, là tụi con im lặng nha. Ok, whole fish là ý là con mèo của tôi hôm qua nó ăn nguyên một con cá luôn, thay vì nó chỉ ăn, ví dụ nó ăn có nửa con hay gì thôi, cái này nó ăn nguyên một con luôn. A whole fish last night. Thì kiểu eat nó là động từ irregular verb, động từ bất quy tắc, và mình phải đổi qua cho cô thành chữ ate, là câu đi nè, đổi qua cho cô thành chữ ate. Ok, very good. Next, Đức Nhân please. Đức Nhân đọc cho cô cái câu đó luôn. Ok. I did not do the homework, so the teacher scolded me. Scolded me, đúng rồi. Đâu, con dịch nghĩa cho cô xem. Con dịch nghĩa cho cô xem. Tôi đã không làm gì, Đức Nhân. Tôi đã không làm bài tập
Vì vậy thầy giáo scolded là gì? Có biết scolded không? Không ạ. Mắng, đã mắng tôi, mắng. Ok, đã mắng tôi. Ok, very good, Tích Nhân, đúng rồi. Nè, scold á, nó kết thúc bằng chữ D, đúng không? Nên là kết thúc bằng D với T. Thì còn con thêm ED vào, con thể đọc thành âm it cho cô. Scolded, đã la mắng tôi. Tôi đã không làm bài tập tại nhà. Đáp án ở đây sẽ là câu, câu này là tụi con làm sai nhiều. Bởi vì tụi con quên mất là sau cái trợ động từ didn't, câu phủ định thì sau chữ didn't mình cộng với động từ nguyên mẫu. Didn't thì sẽ cộng với động từ nguyên mẫu. Nguyên mẫu là giữ nguyên á, không thay đổi, nên là không có phải đổi chữ did. Do homework vẫn là do homework. I didn't do homework last night. Đó, thì didn't cộng với động từ nguyên mẫu, không có đổi gì hết. Ok, tôi đã không làm bài tập cho nên là thầy giáo đã la tôi. Scolded giống như là la mắng tôi á. Ok, very good Đức Nhân, good job. Now next one, are you Lộc, right? Lộc, phải không? Phải Lộc không? Tuấn Lộc mà. What is your name? Okay, Lộc. Now read the sentence. Lộc đọc cho cô nghe. The whole sentence. My cousin throw a toxic letter before going home. Okay, can you translate it into Vietnamese? Yes. Anh chị em họ của tôi đã làm bài trước khi về nhà. Okay, ở đây letter nó không phải là bài, nó là cái gì? Có biết letter là gì không? If you want to send a letter, you have to go to the post office. So what is a letter? Yes, đúng rồi. Touching là kiểu như là cảm động á. Một cái lá thư rất là cảm động. Cousin ở đây thì, bởi vì nếu mà thật ra, nếu mà con dịch là anh chị em họ thì ở đây là tới mấy người lần, đúng không? Nên là mình cứ chọn đại một người là được. Ok, nếu mà mình tự dịch ra thì con cứ cần có thể gọi là em họ cũng được. Em họ của tôi, anh họ của tôi, chị họ của tôi. Bởi vì nếu mà con đọc là anh chị em họ của tôi thì coi như là nó thành rất là nhiều người rồi đó. Ở đây tuy là trong tiếng Anh đúng là cousin, nó có thể là anh họ, có thể là chị họ, có thể là em họ. Nhưng mà khi mình dịch lại thì mình có thể chọn một trong số đó cũng được, không sao hết. Chứ còn đọc anh chị em họ là coi như giống như là nhiều người, anh chị em họ với nhau á. Ok, mà ở đây người ta lại viết là cousin, không có S, nên là chỉ là một người thôi. Con cứ chọn đại một người, không có sai, chọn ai cũng được hết, miễn là nó vẫn là nghĩa cousin thôi. My cousin, đúng rồi, đã viết một cái lá thư rất là cảm động trước khi về nhà. Ok, very good Lộc, good job, thank you. Ok, next one. Fien. Do I call you Fien? I don't know. Maybe I mispronounce your name. Ok, but I asked you to turn on the mic. Can you turn on the mic and then read this one for me, please? Are you there? Ok, so what about Hoàng Giang, please? Hoàng Giang đọc cho cô nghe cái câu này nha. Did you hear that weird noise? Ok, so which one? A, B, C, D. See. Yes, very good. Hear, đúng rồi, bởi vì mình có did giống như trường hợp didn't. Rồi con dịch cho các bạn nghe này, Giang. Translate. Bạn có nghe thấy cái âm thanh kỳ lạ đấy không? Yeah, very good. Exactly. Cái âm thanh, cái tiếng động kỳ lạ đấy không? Noise, okay. Noise là tiếng động, kiểu như là tiếng ồn á. Noise thì nó theo nghĩa là tiếng ồn, cái tiếng động, tiếng ồn á. Ok, weird là kiểu như là strange, kỳ lạ. Bạn có nghe thấy cái tiếng động kỳ lạ đó không? Did you hear that weird noise? Ừ. Câu hỏi thì nó có trợ động từ did rồi, nên tụi con chọn cho cô là nó chọn cho cô động từ nguyên mẫu giống như là câu phủ định vậy đó. Ok, chỉ có câu khẳng định là mình mới chia thì thôi. Chỉ có đúng một câu, không phải chia thì, chỉ có đúng câu khẳng định là tụi con mới chia coi là ed hay là động từ bất quy tắc gì thôi. Chứ còn lại câu hỏi hay là câu câu gì ta, câu phủ định là tụi con đã có trợ động từ did rồi, nên là không cần phải chia cho cô ed hay gì hết, cứ giữ nguyên cho cô là được. Next one. Okay, Hiền, right? Hiền, read the question, the sentence for me. Okay, the whole sentence. Đọc cả câu cho cô, the whole sentence. Hiền Lưu. Are you there, Hiền Lưu? Okay, what about the others? Bùi Phương Anh, please. Phương Anh đọc cho cô nghe nha. He wasn't happy with the result. The result, result. You. Okay, so
He wasn't. Đúng rồi, đáp án của mình là wasn't. Ok. Result là kết quả. Vậy thì con dịch câu này như thế nào? Là anh ấy không vui vì kết quả. À, đúng rồi, không vui với cái kết quả đó đó. Đúng rồi, good job, well done, exactly. Đúng rồi. Okay, anh ấy không đã không vui, wasn't happy, đã không có vui với cái kết quả đó, with that result, with the result. Giống như khi tụi con làm bài, ví dụ tụi con nghĩ bài đấy lấy này mình có 10, 10, cuối cùng mình ra được con 7 đi. Ví dụ tự nhiên con làm bài con nghĩ con được 10 điểm lận, mà tự nhiên cái mình ra 7 điểm thì cũng phải kỳ. Khi mà mình làm bài được thì mình cũng phải biết là mình làm bài được, đúng không? Cho nên là nếu mà điểm nó ra khác với kỳ vọng của mình một xíu là mình sẽ không có vui. I'm not happy with the result, right? Không có vui với cái kết quả đó. The result, kết quả. Okay. Bây giờ, wait. Câu làm tới câu 10, cô cho tụi con chơi một cái quiz cuối cùng. Okay. Rồi sau đấy mình nghỉ. Cái quiz đấy chắc chắn là không sửa bài kịp rồi đó. Past of the verb to be. Cái này cô sửa luôn nha. To be nó là động từ be đó. Thì past của nó là was và like were. Okay. Còn do, done, did, do gì là của do. Chứ nó đâu phải là to be được. Past tense of work. À, là worked thêm ed bình thường. Ok. Câu này, dance. À, dance là trường hợp có e ở đuôi thì là bỏ, là không bỏ gì hết, chỉ là thêm đi vào thôi. Câu này tốt nè, tụi con làm đúng quá trời. Good job. Thêm câu nữa nha. Walk cũng vậy. Đúng rồi, chỉ cần thêm ed vào thôi. Nó không có theo quy tắc gì hãy mình học ở trơn á. Ok, very good. So, now quickly do one more quiz. Quiz này thì cho vui thôi. Ok. Quiz này là just for fun. Nhưng mà cô cũng có hứa là cứ cách vào bọc một vài lần thì mình sẽ chơi Plucket một lần đúng không? Nên là tuần sau thứ tư mình chơi Plucket. Okay, we're gonna play Plucket next Wednesday. Maybe on Friday too. Chắc là thứ tư với thứ sáu cô cho chúng chơi cả hai. Mình chơi Classic or Team. Thôi Classic đi ha. Hồi nãy vừa team rồi bây giờ classic. Tụi con để ý cho cô đáp án đúng ở cuối câu. Ok, để mình tự ôn bài, sửa bài đó. Ok. I'll let you guys play one more quiz then we stop. Ok. This weekend we have 3 days off. So very nice, right? Chắc chắn là có những bạn để được đi traveling đúng không? Đi du lịch chơi đúng không? Okay, guys, link is in the chat box. Okay, click the link and then join the room. Okay, I will send you guys homework later. Okay, bởi vì thứ tư mình mới học lận. Nên là cùng cô sẽ gửi bài tập vào thứ cuối tuần, chủ nhật thứ hai gì đó lận. Ok, cũng là một cái quiz và cô sẽ gửi thêm một số bài khác. Thứ tư tuần sau thì mình sẽ có một số bài tập khác nữa, không chỉ làm quiz không thì mình sẽ có một số bài tập khác cô sẽ mời các bạn lên để trả lời. Ok. Cũng là về simple past thôi. Tuần tiếp theo thì mình vẫn sẽ làm một số bài tập về simple past, sau đấy mình sẽ học tiếp bài. À, để mình còn nhanh chóng qua unit tiếp theo đúng không? Không biết tại sao quizy của cô lúc nào cũng rất là lắc. Ok, bây giờ cô cho tụi con vào luôn nha. Bạn nào chưa vào thì mình cứ bấm link cho cô là được. Ok, I will start the game right away. Các bạn làm rất là tốt nè. Điểm thay đổi liên tục luôn. Bây giờ là top 10 là thay đổi, biến đổi liên tục luôn. Ok, good job guys. Good job. Như vậy là mình
ngoài việc là làm đúng là bây giờ phải cải thiện thời gian nữa thì điểm mình nó mới nhiều. Ok. Wow, this quiz you guys did. You guys are doing a very good job. Quiz này tụi con làm rất là tốt luôn. Nãy giờ đúng quá chưa bạn, đúng quá chưa câu luôn. Mấy bạn liên tục là đúng quá chưa câu nè. Okay, good job everybody. Continue, try your best. Last minute, everybody. Who named yourself Cô Thư Kỳ và Cute? I'm weird. Am I weird and cute? Wow, this quiz, very good job, guys. Quiz này tụi con làm bài tốt quá trời tốt luôn. Good job, everybody. Okay, countdown with me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's see. Let's see who are the winners today, guys. Okay, I share the screen back. Okay, very good. Some friends here. Oh, wait. Wow, we got Hoàng Giang, Julie, first place. Tiêu Khanh, second place. And then Phu, third place. Very good. Phu here is Minh Phu, right? Rồi tụi con đợi xíu cô cho coi thử top của mình nha. Wow. Okay, let's see. Hay là tại mấy cô không phù hợp với cái quizzes này nữa nha. Very good, Hoàng Giang. All correct answer with you and Tiêu Khanh. Okay. Oh, some more with all correct answer. Có thể là ví dụ Đức Nhân nè, Hưng nè, Thảo Ngân cũng vậy, Ngọc Quang cũng vậy nè, Lorax cũng vậy, Ben cũng vậy, được. Minh Quân cũng vậy, rất là nhiều bạn được 100%, nhưng mà chắc là tụi con chọn đáp án hơi chậm hơn các bạn một xíu, nên là điểm của mình nó sẽ hơi thấp hơn một xíu. Ok, có những bạn ví dụ chọn Phương, ví dụ đúng sai một câu đi, nhưng mà bạn những cái câu bạn làm đúng thì bạn chọn đáp án nhanh, nên là cái điểm của bạn được nhận được nó nhiều hơn. Ok, good job guys, this quiz. Quiz này tụi con làm bài tốt quá trời luôn. Tới tận top 30 mấy mà vẫn rút đúng rất là nhiều. Ok, đa phần lớp mình bạn nào cũng đúng rất là nhiều, toàn là khoảng 80 mấy%. Tụi con cứ coi 100% là 10 điểm thì coi như ở đây bạn nào cũng đang được khoảng 8 điểm mấy, 9 điểm mấy nè, 7 điểm 6 nè. Đó, bạn nào cũng đang được rất là nhiều điểm, điểm rất là tốt. Ok, good job for this quiz. Như vậy cô nghĩ thực ra quiz này cũng không cần phải sửa gì nhiều, đúng không? Đâu cần phải sửa đâu, bạn nào làm cũng quá trời tốt luôn. À đúng rồi, giúp cho tụi con chọn đúng được cái, thực ra cái quiz này cũng hay ở chỗ là nó giúp con chọn được cái động từ đi kèm. TV mình phải chọn chữ watch chứ mình đâu có chọn mấy cái khác được, đúng không? Đó, nó sẽ giúp tụi con biết được cái từ đi kèm. The door thì phải là open theo cái hình thôi, theo cái hình thì mình phải open the door, ok? Chứ là open nên mình phải chọn open. Đó, đúng rồi. Thôi cho cô xin phép vài phút cô đi nhanh qua luôn ha. Laugh. Ok, it was funny they laugh. Cái gì mà mắc điểm tụi con chụp hình á thì tụi con gửi cho cô chữ smile nha. Cái chữ smile trong phim người ta hay kêu cười lên, smile, chụp hình á đó. Đó, người ta hay dùng cái động từ smile, cười lên, say cheese để mình nghe răng ra mình cười á. Thì cái đấy là khi nào tụi con chụp hình thôi, chụp hình mà cười mỉm, cười không ra tiếng á thì mình dùng chữ smile. Laugh là khi nào mắc cười quá, cái gì mắc cười quá thì con cười to lên, cười ra tiếng á thì mình dùng chữ laugh. Rồi, tiếp. Cái động từ khước nấu ăn. Ồ, cái này tụi con chọn tốt quá. Không ai sẽ bánh đó mà nó giới không tới, nó muốn cái bánh đó, nó wanted cái bánh đó, cái cookie đó. Ok, good. Kèm được thôi, enjoy, kiểu như đang thưởng thức, đang rất là thích kem, đang ăn kem á, thưởng thức kem á, enjoy, ok.
Walk to school. Good job. Sao nhiều bạn chọn A? Okay, the picture, jump. Uh-huh. He cleaned. Okay, hoặc là mình hay dùng cái từ hay dùng hơn, chính là wash, clean. The teacher helped. Okay, giúp đỡ bạn học sinh. Uh-huh. We say, okay, parked, not clean, không clean được. Parked, đậu xe. Talked, okay, talk. Mấy bạn gái đây nói need. Played soccer, chơi đá banh. Tiếp theo đây, waited. Bên ở trạm xe buýt á, waited at the bus stop. Okay, good. She's sick, à, đúng không? Ở lại đâu đó thì mình có chữ stay. Stayed at home. The street, đây là một cái cụm tụi con cũng có thể dùng được rất là nhiều nè. Mọi người có thể nhớ và dùng cũng được nè. Cross the street là qua đường, đi qua đường á, đi bộ qua đường á. Ok, đi qua đường thì mình có chữ băng qua. Mình có thể nhớ những cái cụm từ như vậy để sau này mình dùng. He called 911. Call 911. Okay, very good. Gọi điện. Next one, what do we have? Đúng nè. Listen to music. Listen to the radio. Okay, listen to. Okay, còn mấy câu nữa thôi. He planned. Very good. Jumped. Okay, jumped. Very good, guys. Queen này bạn nào cũng làm tốt hết trơn. Well done, everybody. Good job. You understand how to use past simple. Okay, good. So, guys, it's 9:08. Okay, I'm really sorry. It's a little bit late now. So, today we stop here and then we're gonna continue on the next Wednesday. Okay, the next Wednesday, we're gonna play both quizzes and plickets. Okay, so remember to join the class. Okay. So now, say goodbye to your friends and happy holiday, everybody. Goodbye. Have a nice weekend. Bye bye, guys. Bye bye. 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 Bye bye.